Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Suy niệm: sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi 5.000 người ăn, nhân cơ hội này, Đức Giêsu đã mặc khải cho dân chúng biết một thứ bánh trường sinh, đó là: ta là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Chắc chắn khi nói lời này cùng với thái độ của Chúa làm cho mọi người Do Thái hiểu rằng Chúa không có ý nói bóng, mà Ngài đã quả quyết một sự thật: thịt ta, nên họ ngạc nhiên khó hiểu, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được, vì từ trước đến nay chưa thấy ai nói và làm điều này. Chúa biết tâm lý họ rất rõ, biết họ còn đang thắc mắc, nhưng Ngài không đính chính hay giải thích mà tiếp tục quả quyết một cách mạnh mẽ hơn: thật, ta bảo thật các người, ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Một điều thật dễ hiểu trong cuộc sống: nếu muốn tồn tại thì cần phải có lương thực, hay nói đúng hơn, thức ăn không thể thiếu cho cơ thể, vì nó cung cấp năng lượng cho cơ thể sống và phát triển. Tương tự, linh hồn ta cũng cần có lương thực hàng ngày để sống. Thứ lương thực đã được Đức Giêsu đem đến hơn 20 thế kỷ. Qua bí tích thánh thể, Ngài tiếp tục là của ăn để nuôi linh hồn ta. Thật là một mầu nhiệm lạ lùng của tình yêu Thiên Chúa. Ta tin tưởng Chúa ở khắp mọi nơi, hằng gìn giữ, lo lắng cho con người. Còn hơn thế nữa, Ngài ngự một cách đặc biệt qua hình bánh rượu và linh hồn để ta được sung mãn trong đời sống siêu nhiên, được nếm ngay từ đời này mùi vị thiên đàng. Chỉ có tình thương mà chúng ta được những hồng ân to lớn như thế. Chứ nếu xét theo công trạng thì chúng ta có là gì so với Ngài? Chúng ta có làm được gì để xứng đáng được hưởng một ơn như vậy? Thật ra, trí khôn con người không thể hiểu được. Chúng ta chỉ biết lấy lòng khiêm nhường mà tạ ơn Chúa hết lòng, hết sức mình. Ngày xưa, trong xã hội phong kiến thì các dân không bao giờ được nhìn vị vua của mình. Chúa còn cao cả quyền năng hơn tất cả các vị vua. Vì vậy,
chỉ cần được chiêm ngắm từ xa đã là một điều mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Nhưng để thể hiện tình yêu của một mình, vị vua này lại dùng một phương thế thật lạ lùng là ngự trong hình bánh rượu để chúng ta được cùng đến với Ngài, kết hợp với Ngài, và chính mình máu Ngài nên lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống siêu nhiên của chúng ta. Chúa đã lập ra bí tích thánh thể để kết hiệp mật thiết với linh hồn chúng ta. Vì chính Chúa đã khẳng định như một phần thưởng cho những kẻ tin: ai ăn thịt và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Chúa được ví như là thân nho, chúng ta là cành. Vì thế, chúng ta hãy biết mút lấy nhựa sống từ thân, nếu chúng ta muốn được sống mãi mãi, muốn kết hợp với Chúa và với nhau, thì phải là cành chưa rời khỏi thân, là cành chưa khô héo bệnh tật. Tội lỗi là bệnh tật, tính hư nết xấu làm cho ta bị sâu, bị úa tàn, và hơn nữa nó có thể làm cho ta bị lìa khỏi cây. Vậy chúng ta phải luôn cắt tỉa, chăm sóc bằng cách giữ gìn các giới răn và sống theo luật Chúa, ăn năn sám hối mỗi ngày để xứng đáng kết hợp với Chúa qua bí tích thánh thể, như lời thánh Phaolô đã khuyên nhủ: ai chịu mình thánh, máu thánh cách bất xứng, là ăn và uống hình phạt mình, vì đã phạm tới mình thánh, máu thánh. Lạy Chúa, phép thánh thể là của ăn thiêng liêng, không thể thiếu trong linh hồn. Vậy mà nhiều khi chúng con lại thờ ơ, không biết quý trọng. Chúng con lại thật là xấu hổ khi lại cố gắng tìm kiếm, quý trọng những lợi lộc vật chất thế gian là của phù vân giả trá. Xin cho chúng con biết khát khao tìm kiếm những của ăn không bao giờ hư nát, đó là mình và máu thánh Chúa, một dấu chứng của tình yêu vĩnh cửu. Amen. Trời yêu, ôi nhiệm lạ thật huyền diệu, tình yêu Chúa bao la biển trời, để con sống trong nguồn cứu rỗi. Nuôi con bằng bánh thần linh, cho con sự yên tiệc ân tình, chính máu thịt mà Chúa rộng ban, đến vui hưởng phúc lộc trường an. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu, máu nước tuôn trào sạt rào như biển tình luôn xót thương, là chốn nao nương, là đấng hy vọng đợi chờ. Chúa là của con là của Chúa. Con no thỏa trong tình Chúa, bao thiện hảo khi gần Chúa. Hồn khao khát mong chờ phút này, được liên kết với Ngài từ đây. Con đắm chìm trong Chúa, ôi em đêm bên thường đông đầy,
Chúa, lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu. Máu nước tuôn trào sạt rào như biện tình luôn xót thương, là chốn nao nương, là đấng hy vọng đợi chờ. Chúa là của con là của Chúa. Chúa.